Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu tiếp tục mang đến cho miền Bắc những ngày cuối tuần với thời tiết dễ chịu. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù trong buổi sáng sớm thì vẫn còn tiếp diễn, tập trung nhiều ở khu vực ven biển và rừng núi. Vì vậy, quý vị cần chú ý khi tham gia giao thông vào khoảng thời gian này. Đặc biệt khi mà di chuyển trên đường đèo dốc thì cần đi chậm và sử dụng tín hiệu đèn hợp lý. Tất cả sẽ giúp cho chúng ta có thể đảm bảo an toàn trong chuyến hành trình của mình. Sau đó đến trưa chiều thì trời có nắng, sương sẽ tan nhanh. Tuy nhiên, thời gian nắng ở khu vực là khác nhau, vì thế nền nhiệt ở các khu vực cũng sẽ có sự khác biệt. Ở khu vực ven biển là khu vực mà nhiều nắng muộn nên nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến từ 27 đến 29 độ. Đối với các tỉnh sâu hơn trong đất liền như là thủ đô Hà Nội hay là Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, nhiệt độ sẽ ở mức từ 30 đến 31 độ. Một số tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên hay là Hòa Bình, ngưỡng nhiệt sẽ khoảng từ 31 đến 33 độ. Một thông tin lưu ý tới quý vị và các bạn là từ đêm mai sang tới ngày 23 tháng 11, khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ tác động và gây mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của những cơn mưa cộng với gió đông bắc của không khí lạnh thì nền nhiệt ngày và đêm trong các ngày 23, 24 tháng 11 ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ giảm mạnh. Quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe trước những thay đổi của thời tiết. Còn với các tỉnh thành miền Trung, từ đầu tuần tới nay thời tiết đã ổn định và thuận lợi hơn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân sau hơn một tháng trải qua những trận bão lũ liên tiếp. Và trong những ngày cuối tuần thì trời tiếp tục có nắng nhưng cường độ bức xạ không mạnh, vì thế nền nhiệt ở miền Trung duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng tới trưa chiều trời phổ biến ít mưa và nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên cũng đạt từ 28 đến 31 độ, trời nắng ấm vào trưa chiều. Sau đó vào chiều tối, do tác động của đới gió đông và rãnh thấp xích đạo có trục ở từ 5 đến 7 độ vĩ Bắc đang gia tăng hoạt động. Ở Nam Bộ sẽ có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở miền Tây của Nam Bộ. Trong cơn dông, đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Bắc đến Đông ở khoảng cấp 4, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, mưa xảy ra rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Sau đó, từ đêm 22 tháng 11, gió mùa tràn về thì thời tiết và tình trạng biển sẽ có những thay đổi. Bà con ngư dân cần chú ý nếu có ý định ra khơi xa trong những ngày tới. Như vậy là trong ngày nghỉ cuối tuần, Bắc Bộ vẫn còn nhiều mây và sương mù vào buổi sáng, sau đó giảm mây trời nắng. Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, nắng nhiều. Còn Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 21 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.